Kịch bản ông Tuyên này như mấy hôm trước rồi đấy. Ông à, bên đây có điện đúng không? Bên đây có điện đúng không? Được quá. Không ngoài đâu bác Thống ạ. Đấy, ngoài là được. Nó đang sửa điện gì nhà ông Trác nhỉ? Có vấn gì? Không hiểu đâu, sang mẹ tôi.